U23 Việt Nam không đá V-League nhưng được sang Pháp. Chắc chắn VFF không đồng ý với đề xuất của một doanh nghiệp về việc cho U23 Việt Nam tham chiến V-League, tuy nhiên, VFF cũng đã có những kế hoạch phù hợp để các cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển. Mới đây, một doanh nghiệp đề xuất với VFF cho U23 Việt Nam tham dự V-League với tư cách một đội độc lập. Doanh nghiệp này đứng ra chi trả lương, thưởng và các hoạt động khác trong 3 năm, sau đó cam kết sẽ mời được nhiều đơn vị cùng chung tay giúp sức cho các cầu thủ U23 có cơ hội cọ sát ở sân chơi V-League, thay vì phải ngồi dự bị như hiện tại. Tuy nhiên, ngay sau khi ý tưởng này xuất hiện, hầu hết các nhà quản lý, giới chuyên môn đã phản đối vì không có tính khả thi, có nhiều bất cập. Vậy làm thế nào để đội U23 Việt Nam được thi đấu thường xuyên khi từ nay tới SEA Games năm sau không còn một giải đấu quốc tế nào? Trong cuộc làm việc ngày 30 tháng 6 với Liên đoàn bóng đá Pháp, quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh về mối quan hệ tốt giữa hai liên đoàn, đồng thời mong muốn Việt Nam cử những đội tuyển trẻ sang tham dự các giải đấu tại Pháp, trong đó có đội U23. Bên cạnh đó, VFF cũng mong muốn được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành phát triển bóng đá và xây dựng các đội tuyển quốc gia. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp, FFF tiếp nhận những đề xuất của VFF và sẽ sớm có những trao đổi để có những kế hoạch cụ thể đối với các hoạt động phát triển chuyên môn trong thời gian tới. FFF khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các đội tuyển trẻ của Việt Nam sang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Lyref Hoàng cũng như tham dự các giải trẻ quốc tế tại Pháp. Tổng thư ký Laura George cũng rất vui mừng khi FFF có cơ hội để tổ chức trận đấu giàu ý nghĩa giữa đội tuyển nữ Pháp và đội tuyển nữ Việt Nam. Bà Laura George cho biết trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 2 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Stade de la Source tại thành phố Orléans. Sân vận động này có sức chứa 12.000 chỗ ngồi và toàn bộ vé xem trận đấu đều đã được bán hết, trong đó có rất nhiều các cổ động viên là người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Pháp. Như vậy, sau đội tuyển bóng đá nữ, các đội U16, U19, U23 Việt Nam có thể sẽ sang Pháp để tập huấn, thi đấu các giải giao hữu để học hỏi, cọ sát. Đây thực sự là tin vui với các đội tuyển trẻ Việt Nam, nhất là các đội có ít hoạt động quốc tế trong thời gian tới. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.